Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bốn nên trong ngày thần tài để rước vận may tài chính suốt năm. Nếu trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng năm nay, bạn làm những điều sau thì rất có thể may mắn về tài chính sẽ rộng mở với bạn một cách bất ngờ. Thứ nhất, nên chuẩn bị mâm cỗ mặn với cỗ tam sen. Thần tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình. Mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn thần tài, cúng thần tài rất phổ biến trong giới kinh doanh. Họ cúng thần tài quanh năm, tuy nhiên ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng được dân gian xem là ngày vía thần tài. Ngày thường cúng hoa quả, đồ chay, còn ngày vía này người ta cúng mặn với cỗ tam sen gồm một miếng thịt, một con tôm, một quả trứng luộc. Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần tài. Cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm, có người còn cúng thêm cả cá nướng và cua. Cái này cũng tùy điều kiện và hoàn cảnh của gia chủ. Thứ hai, nên lau dọn bàn thờ thần tài. Trước khi cúng thần tài, bạn nên lau dọn bàn thờ thần tài cẩn thận. Bàn thờ thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà. Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thép vàng, bên trong khảm là bài vị thần tài, trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy. Hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu. Thứ ba, nên mua vàng. Bên cạnh việc thờ cúng thông thường, theo truyền thống lâu đời, việc mua vàng được đặc biệt chú trọng trong ngày thần tài. Nguyên nhân bởi theo tín ngưỡng dân gian, việc mua vàng, món kim loại quý có giá trị rất cao và thường được xem là vật để dành của đa số người dân Việt Nam vào ngày này, cũng đồng nghĩa với việc mang của cải vào nhà trong một ngày đặc biệt có sự phù hộ của vị thần quản lý tài sản. Điều này sẽ khiến cho tài vận của người mua vàng trở nên khởi sắc và ngày càng tốt đẹp trong năm đó. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thứ tư, nên đọc to và đúng bài văn khấn thần tài. Để cung thỉnh thần tài về, mọi nhà khi hành lễ nên đọc to bài văn khấn trong ngày cúng vía thần tài. Ngoài ra, trong quan niệm của người Việt thì bàn thờ thần tài cực kỳ quan trọng đối sở hữu các người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Lúc thờ ông thần tài giống như quý nhân phù trợ sở hữu thể với lộc tới mang cuộc sống của chủ nhân. Chính bởi vậy, khi đã tìm sửa đủ bàn thờ, chuẩn bị đọc văn khấn thần tài và thỉnh rước tượng thần tài và ông địa về thờ cũng là cực kỳ quan trọng. Đọc đúng bài văn khấn thần tài thì hầu hết việc hành thông, công việc buôn bán của chủ nhân sẽ cô phát tài phát lộc. Trên thực tế, nhiều người chưa biết bí quyết cúng, đọc bài văn khấn thần tài không đúng bí quyết phải hạn chế vận may và tài lộc. Một số điều cần lưu ý khi làm lễ cúng thần tài. Với lễ cúng thần tài, gia chủ thường hay sửa lễ gồm có một lọ hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua, một miếng thịt lợn quay, một đĩa trái cây gồm ngũ quả, rượu thuốc và một bộ giấy tiền vàng mã. Người không làm kinh doanh thì có thể chọn làm lễ cúng vía thần tài ở nhà hay đình chùa đều được. Thổ địa thờ tại nhà còn được coi là thần tài nên điều này không có gì phạm kỵ. Song với những người làm ăn buôn bán thì tốt nhất nên làm lễ ở nơi kinh doanh chứ chớ nên làm ở đình chùa. Khi làm lễ ở nhà riêng, mâm cỗ cúng có thể đặt trong nhà, cũng có thể đặt trước cửa, ngoài sân hay ban công nhà. Nhiều người quan niệm để mâm cúng ngoài sân, ngoài cửa dễ có vong lang thang ngoài đường vào phá nên chọn đặt mâm cỗ cúng ngày vía thần tài ở trong nhà. Mong tài lộc sẽ thuận lợi đến với mình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.